Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên quán nhãn giới và tướng của nhãn giới là không mà học, nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới và tướng của nhĩ tĩ thể thân ý giới là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên quán sắc giới và tướng của sắc giới là không mà học, nên quán thanh hương vị xúc pháp giới và tướng của thanh hương vị xúc pháp giới là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên quán nhãn thức giới và tướng của nhãn thức giới là không mà học, nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới và tướng của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên quán nhãn xúc và tướng của nhãn xúc là không mà học, nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc và tướng của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không mà học, nên quán các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra và tướng của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên quán địa giới và tướng của địa giới là không mà học, nên quán thủy hỏa phong không thức giới và tướng của thủy hỏa phong không thức giới là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên quán vô minh và tướng của vô minh là không mà học, nên quán hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não và tướng của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học.